Tiếp Bộ trưởng Y tế Lào Bu Phang Phong đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Bộ Y tế phối hợp xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai nước, tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong đẩy mạnh chuyển đổi số khám chữa bệnh từ xa. Thủ tướng chào mừng Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu Bộ Y tế Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế Lào vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực y tế, nổi bật là các hoạt động hợp tác trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế, kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ tăng cường quản lý hệ thống y tế. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, các hoạt động hỗ trợ vaccine, vật tư, trang thiết bị y tế, chia sẻ kinh nghiệm và cử chuyên gia đã góp phần giúp hai nước từng bước kiểm soát và vượt qua đại dịch. Thủ tướng đề nghị hai bộ y tế phối hợp xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm nhất là trong đẩy mạnh chuyển đổi số khám chữa bệnh từ xa hỗ trợ tạo điều kiện trong công tác khám chữa bệnh cho người dân của lào tại các bệnh viện của việt nam tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế theo hướng đa dạng hóa đối tượng đào tạo mở rộng thêm các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu hiện nay của lào nhất là cho các dự án bệnh viện hữu nghị việt nam lào tại Huong a phang siang khoang nghiên cứu việc sửa đổi hiệp định về kiểm dịch y tế biên giới phù hợp với tình hình hiện nay theo hướng thủ tục thông thoáng thuận lợi hơn. Bộ trưởng thông báo về những nỗ lực và giải pháp của Lào trong đổi mới các hoạt động y tế, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam và đón nhận các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là về đào tạo nhân lực, y học cổ truyền, hoàn thiện dự án xây dựng bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Hoàng Phang bộ trưởng cho biết sẽ phối hợp với bộ y tế việt nam để triển khai các chương trình dự án hoạt động hợp tác cụ thể theo ý kiến của thủ tướng phạm minh chính góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào